Xưởng đồ gỗ hôm nay giới thiệu với các bác bức phu thê viên mãn chất liệu gỗ hương ta các bác nha. Em sẽ quay cận cảnh cho các bác ngắm kỹ tác phẩm này hơn ạ. Bức này có kích thước cao 71, ngang 58 và sâu 46 các bác nha. Hàng rất là đặc gỗ, đục siêu đẹp, siêu nét. Một đôi chim công các bác nha, phần đuôi của chim công đục tỉa rất là kỹ. Phần trên là hoa phù dung các bác nhé. Đục tỉa canh bong rất là đẹp, trông y như thật các bác nha. Phu thê viên mãn thì khi mà các bác sinh về gia đình nhà mình thì vợ các bác rất là yêu thích các bác nha, vì nhìn nó rất là đẹp mà nó còn đem lại hạnh phúc viên mãn cho vợ chồng các bác nha. Để phong thủy cực kỳ tốt luôn các bác nhé. Để trong nhà thì khỏi chê đấy ạ. Bức này thì các bác để thêm một chiếc đôn hoặc để trực tiếp lên trên bàn uống nước thì đẹp viên mãn các bác nha. Các bác ngắm kỹ tác phẩm này nha. Ưng tác phẩm này thì có thể nhắn tin Zalo hoặc gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 0868688137, sẽ có nhân viên tư vấn cho các bác nha. Hoặc các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng ở 137 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội để tham quan gian hàng đồ gỗ bên em các bác nhé. Rất là nhiều siêu phẩm đấy ạ. Các bác xem xong video nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Xưởng Tượng Gỗ để cập nhật video quay sản phẩm Full HD bên em các bác nha. Cảm ơn các bác rất nhiều. Sau đây sẽ là một vài hình ảnh về bức tượng em đã chụp tứ diện mời các bác ngắm qua.